Được thông qua từ tháng 12 năm 2013 và có hiệu lực từ tháng 2 năm 2017, hiệp định thuận lợi hóa thương mại TFA của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO được các quốc gia thực thi nhằm cắt giảm các rào cản thương mại, góp phần giảm chi phí cho doanh nghiệp trong quá trình xuất nhập khẩu, thúc đẩy quá trình di chuyển hàng hóa qua biên giới, từ đó tăng tính cạnh tranh cho doanh nghiệp và cho các quốc gia. Trong khuôn khổ hợp tác giữa Cục Xúc Tiến Thương mại, Bộ Công Thương và Trung tâm Thương mại Quốc tế ITC thuộc WTO, khóa đào tạo thuận lợi hóa thương mại đối với khu vực tư nhân tại Việt Nam được triển khai ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Khóa đào tạo nhằm cung cấp các thông tin về hiệp định thuận lợi hóa thương mại của WTO, nội dung và các lợi ích của hiệp định đối với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp vừa và nhỏ đặc biệt các chuyên gia đến từ ITC đã giới thiệu và cùng doanh nghiệp phân tích những nội dung liên quan đến cải cách thủ tục hải quan hài hòa tiêu chuẩn đơn giản hóa các hình thức giấy tờ áp dụng các hình thức giao dịch phi giấy tờ tại đây các doanh nghiệp có cơ hội tìm hiểu về các rào cản thương mại và ảnh hưởng của rào cản thương mại tới hoạt động kinh doanh tại các quốc gia tìm hiểu về nhu cầu minh bạch trong xuất nhập khẩu nguồn gốc của các rào cản thương mại